3.400 tài xế bị xử lý vì lỗi vi phạm nồng độ cồn ở ngày nghỉ lễ thứ hai. Trong số hơn 9.600 trường hợp bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý, có hơn 1/3 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở ngày nghỉ lễ thứ hai. Chiều ngày 30 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai. Theo đó, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với ngày 29 tháng 4, làm chết 10 người, 8 người bị thương. So với cùng ngày nghỉ lễ năm 2022, giảm cả về số vụ, người chết và bị thương. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, tai nạn xảy ra chủ yếu trên đường bộ với 27 vụ, 9 người chết, 8 người bị thương. Đường sắt ghi nhận 1 trường hợp tử vong, riêng đường thủy không xảy ra tai nạn. Trong ngày nghỉ lễ thứ hai, cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.619 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 21 tỷ đồng, tạm giữ 159 ô tô, 4.301 xe mô tô, 30 phương tiện khác, tức 2.180 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã xử lý 3.430 trường hợp vi phạm, về tốc độ 1.791 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 131 trường hợp. Các đội tuần kiểm tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc C08 lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền 104,1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Số phương tiện phát hiện qua hệ thống giám sát vi phạm là 315 trường hợp, dừng lập biên bản 5 trường hợp, số phương tiện đã gửi thông báo vi phạm là 310 trường hợp. Trong khi đó, trong chiều ngày 30 tháng 4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết, từ 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4 đến sáng ngày 30 tháng 4, có gần 3.000 người đến khám do tai nạn giao thông, gần một nửa trong số đó phải nhập viện điều trị, theo dõi. 43 nạn nhân tai nạn giao thông mức độ nặng, nguy kịch đang điều trị tại các bệnh viện, 365 người phải chuyển viện. Trong 26 ca tử vong, 5 trường hợp qua đời tại cơ sở khám chữa bệnh, 9 người mất trên đường tới viện, 5 ca tiền lượng xấu xin về.